Ba điều khi về già cha mẹ thường ngại, không tùy tiện nói ra, con cái phải tinh ý mới thấy. Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, bất kể cha mẹ nào cũng thế, khi càng về già thì đều mong con cháu sum vầy, có mặt đông đủ, nhất là trong những ngày lễ Tết, những ngày giỗ chạp của gia đình, đúng không ạ? Khi cha mẹ bước sang tuổi 60 đổ về sau, lúc này con cái cũng đã lớn, ít nhất là cũng đã bước vào độ tuổi trung niên. Chúng có gia đình, có sự nghiệp riêng phải lo, cho nên thời gian bên cạnh cha mẹ cũng không còn nhiều nữa. Trạng thái của người trung niên, cha mẹ già cũng đã từng trải qua rồi. Sau đó, cha mẹ sẽ không vì cô đơn mà than phiền. Điều họ cảm thấy sợ hãi không phải là cô đơn, mà là ba nỗi sợ sau đây. Đáng buồn hơn nữa là họ chẳng dám nói ra với con cái, sợ con biết lại thêm lo, sợ trở thành gánh nặng cho cuộc sống của con. Vậy, ba nỗi sợ mà cha mẹ không nói với con đó là gì? Phận làm con sẽ làm như thế nào? Quý vị hãy cùng Ngẫm Sự Đời lắng nghe chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, sợ bản thân trở thành gánh nặng cho con cái. Đây là nỗi lo mà hầu hết cha mẹ lớn tuổi đều có nhưng không bao giờ nói ra với con cái. Con cái lớn lên đã có gia đình nhỏ của riêng mình, đã bắt đầu có những mối quan tâm riêng trong cuộc sống. Cha mẹ luôn muốn con được tự do, thoải mái, không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của con. Cha mẹ già có thể sẽ gặp nhiều bất tiện hơn trong sinh hoạt và cuộc sống. Đối với những trường hợp không may như cha mẹ gặp bệnh tật đau ốm, con cái sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc, phụng dưỡng. Điều này khiến cha mẹ có cảm giác mình trở thành gánh nặng cho con. Chưa kể đến còn có gánh nặng về tài chính. Khi hai chữ hiếu thuận đặt lên đầu, con cái cũng phải chu cấp, chăm sóc cho cha mẹ về mặt tài chính, một khoản không hề nhỏ. Đây vốn là điều con cái nên làm và là nghĩa vụ phải làm. Nhưng cha mẹ đôi khi vẫn cảm thấy ngại và áy náy, có suy nghĩ rằng vì mình đau ốm bệnh tật mà con cái mới phải tốn kém thế này. Nhưng mà quý vị ơi, cha mẹ đã dành cả đời mình vì con mà không toan tính thời gian, công sức hay tiền bạc. Cho đến tận lúc già yếu, cha mẹ vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con. Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ cảm nhận được nỗi lo này trong từng hành động của cha mẹ. Có thể là những lần giấu giếm con cái về bệnh tật của mình, hay là sự tiết kiệm không dám ăn tiêu tiền của con cho. Hay đôi khi là những câu nói, đừng mua cái này, mẹ không dùng đâu. Nhưng khi nhận được thì vô cùng vui vẻ. Quý vị cũng đừng tỏ ra khó chịu hay cáu gắt với cha mẹ. Bởi lẽ, tâm lý người già nào cũng vậy. Bạn hãy hiểu cho cha mẹ, biết ơn cha mẹ vì sự hy sinh này. Cha mẹ nào cũng muốn con cái quan tâm và chăm sóc mình, nhưng ngại nói ra. Hãy tinh tế một chút và báo hiếu cha mẹ khi còn có thể, quý vị nhé. Thứ hai, đó là sợ bản thân vô dụng, chẳng giúp được gì cho con. Ngày còn bé, có phải cha mẹ trong mắt mình giống như siêu nhân, cái gì cũng có thể làm được. Thậm chí cha mẹ chỉ cần hướng dẫn mình một bài toán tiểu học là mình cũng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng khi lớn lên thì khác, mình được cho ăn học đàng hoàng, trưởng thành lên rất nhiều. Kể cả có gặp những bài toán khó hơn trong cuộc đời thì mình cũng tự giải quyết được. Thế rồi, việc bày tỏ tình cảm với cha mẹ cũng khiến chúng ta dè dặt và ngại ngùng hơn. Vậy vai trò của cha mẹ lúc này là gì? Có nhiều bậc phụ huynh khi về già đã suy nghĩ rằng mình già yếu vô dụng, không giúp gì được cho con cái không cần đến mình nữa. Biết là không phải như vậy, nhưng đây vẫn là nỗi lo thầm kín của nhiều cha mẹ có tuổi. Những trường hợp cha mẹ còn có sức khỏe, có thể giúp trông cháu, chơi với cháu chắt khi con cái vắng nhà. Nhưng những trường hợp không may khi cha mẹ đau ốm, bệnh tật,
con cái còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc, phụng dưỡng. Khi ấy lại quay trở về nỗi sợ mình trở thành gánh nặng cho con. Có thể cha mẹ không biết rằng con được cha mẹ nuôi nấng để khôn lớn và trưởng thành, giờ đây đã có thể tự đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của mình, nhưng không có nghĩa là vai trò của cha mẹ đã hết. Cha mẹ vẫn đang giúp con bằng cách sống vui vẻ, khỏe mạnh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho con mỗi khi mệt mỏi hay gục ngã. Thậm chí đôi khi chỉ cần cha mẹ còn sống cũng là sự giúp ích quan trọng với con rồi. Thứ ba, sợ con cái sẽ lớn và rời xa mình. Nỗi lo của cha mẹ khi về già cũng có nhiều mâu thuẫn. Vừa lo rằng mình ở cùng con cái thì sẽ trở thành gánh nặng cho con, nhưng đồng thời cũng lo rằng con cái sẽ rời xa mình. Thực ra tuổi già chẳng có gì vui và hạnh phúc bằng được ở gần con cháu. Không phải chỉ là vì để có người chăm sóc cho mình, mà còn là để bớt cảm giác cô đơn tuổi già. Đồng thời vẫn mong muốn mình sẽ giúp được gì đó cho con cháu, dù ít dù nhiều. Khi còn nhỏ, con cái không rời xa cha mẹ nửa bước. Sự gắn kết ấy hình thành theo thời gian và trở thành thói quen. Cha mẹ quen với việc đồng hành cùng con trên đường mọi hành trình, đồng thời cũng luôn canh cánh nỗi lo con sẽ gặp khó khăn nếu rời xa vòng tay cha mẹ. Đến khi về già, cha mẹ vẫn coi con là đứa con bé bỏng ngày nào, trong lòng vẫn luôn thường trực nỗi lo ấy nhưng không nói ra. Cha mẹ vẫn muốn được ở gần con, trở thành chỗ dựa cho con bất cứ lúc nào. Cuộc sống trưởng thành rất khác khi còn bé. Bốn chữ cơm áo gạo tiền bắt buộc con phải đi xa hơn, thậm chí là đến một vùng đất hoàn toàn mới. Nhưng nếu có thể, hãy cố gắng ở gần cha mẹ, dành thời gian cho cha mẹ thật nhiều. Trên đời này chẳng gì tốt bằng được ở gần cha mẹ, và chẳng gì hạnh phúc bằng được ở gần con cháu. Hãy ghi nhớ điều này quý vị nhé. Thứ tư, đó là sợ lời nói của mình đôi khi làm con cái không vừa lòng. Không biết từ bao giờ mà cha mẹ lo rằng lời nói của mình sẽ khiến con cái không vừa lòng. Nghe có vẻ lạ, nhưng nỗi lo này là thật. Tuy không nói ra, nhưng hành động và cử chỉ của cha mẹ đôi khi sẽ thể hiện điều này, quý vị ạ. Vậy nên, phần làm con, quý vị hãy tinh tế và thử quan sát một chút. Có phải cha mẹ về già đôi khi sẽ nói chuyện với con cái một cách cẩn thận hơn, khéo léo hơn? Không tùy tiện quát mắng như ngày bé, không dễ dàng dạy dỗ con cái những gì nên làm và không nên làm. Lời nói trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí là có chút dè dặt. Vẫn là xuất phát từ nỗi lo sợ sẽ làm phiền đến con cái, nên cha mẹ làm gì cũng cẩn trọng hơn. Không muốn để lời nói hay hành động của mình khiến con phật ý hay phiền lòng. Nếu cha mẹ của quý vị cũng đang có cảm giác lo lắng này, hãy xem lại xem cách cư xử và thái độ của mình và gia đình đã hợp lý chưa. Hãy cố gắng tạo không khí vui vẻ, dành sự quan tâm một cách tự nhiên và tinh tế nhất, để cha mẹ có tâm lý thoải mái chia sẻ, nói ra những điều mình muốn mà không phải lo sợ hay quá để ý đến thái độ của mình. Quý vị ơi, mỗi người trong chúng ta rồi sẽ già đi, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha mẹ già đi cũng chính là hình dáng của quý vị trong tương lai. Hiện tại, quý vị đang là con cái của cha mẹ. Tương lai quý vị cũng sẽ là cha mẹ của con cái mình. Sống đời vất vả lo toan vì miếng cơm manh áo, cha mẹ sẵn sàng và nguyện ý hy sinh bản thân để đổi lấy tương lai của con cái. Cha mẹ vì chúng ta mà sẵn sàng bôn ba khắp chốn. Dù sau này, khi chúng ta đã tung cánh bay xa, ở nơi chân trời góc bể, họ sẽ luôn ở phía sau để dõi theo từng bước đi của chúng ta và ủng hộ cho chúng ta dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt thế nào. Vậy nên quý vị phải nhớ, cha mẹ còn ở cạnh bên là hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cha mẹ mất đi thì không còn mái ấm để trở về. Một ngày nào đó, quý vị sẽ không thể nghe thấy tiếng cha mẹ
gọi về ăn cơm, cũng không nhận được cuộc điện thoại của cha mẹ nữa. Một ngày nào đó, quý vị sẽ trở thành một đứa trẻ bơ vơ, lòng đơn độc, bâng khuâng, không nơi nương tựa. Vậy nên, mong quý vị hãy yêu thương và tôn trọng cha mẹ của mình, quý vị nhé. Quý vị thân mến, cuộc sống giống như những bài tập thực hành và chúng ta sẽ trải qua tất cả các khó khăn, gánh trên vai, gánh nặng nhọc nhằn suốt chặng đường phía trước. Ai cũng phải cân đo, đong đếm tiền bạc. Nhà kinh tế học Galbraith từng nói, tiền quan trọng như nhau đối với những người có hay không có nó. Tính toán cẩn thận là kỹ năng cần phải có, nhưng nếu không nắm bắt kỹ sẽ phản tác dụng và rơi vào vòng luẩn quẩn càng ngày càng nghèo. Trong cuộc sống này, một số tiền có thể tiết kiệm và một số tiền không thể tiết kiệm được. Và bốn loại tiền sau, quý vị tuyệt đối không nên tiết kiệm. Đó là những loại tiền gì? Quý vị cũng theo dõi trong phần sau của video nhé. Thứ nhất, tiền hiếu kính với cha mẹ. Sen Sansu, tác giả cuốn sách Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, đừng đổ lỗi cho thế giới tàn nhẫn, chia sẻ kinh nghiệm của mình. Khi Sen Sansu 10 tuổi, cha anh không may qua đời, và trong vòng 2 năm, mẹ anh lại thất nghiệp. Tiền đi học anh vay mượn của người thân, quần áo của anh mặc lại của anh họ. Sau khi mẹ anh bị cho thôi việc, anh kiếm sống bằng những công việc lặt vặt, bán đồ ăn sáng, dọn dẹp, bán đồ dệt kim tự làm. Dáng mẹ hao gầy khiến anh xót xa. Anh mơ ước có thể mẹ chuyển từ căn nhà gỗ cũ kỹ, ẩm thấp sang nhà cao tầng, rộng rãi và sáng sủa. Tham vọng của anh ấy đã bị người khác chế giễu. Anh ta nghèo như vậy, làm sao có thể mua được nhà? Nếu tôi nghèo như anh ấy, tôi sẽ không có mặt mũi để gặp gỡ mọi người. Anh ta đã nếm trải sự nghèo khó, trải qua những khổ nạn của cuộc đời và những trận đòn tàn nhẫn. Vì vậy anh ta muốn tồn tại một cách tuyệt vời trong thế giới tàn khốc này. Quan trọng hơn là để mẹ sống vui vẻ, đầm ấm hơn một chút. Trong mắt anh, cuộc sống không còn là một kiểu tự làm khó mình nữa, mà là một kiểu suy nghĩ sâu sắc, mài giũa một trái tim thêm bền bỉ. Sinh ra trong nghèo khó, cuộc sống tuy xuống dốc, nhưng lòng hiếu thảo chưa bao giờ thiếu. Anh ấy làm việc chăm chỉ trong thời gian rảnh rỗi và làm việc bán thời gian với tư cách là một nhà ghi chép. Bắt đầu từ việc kiếm được vài trăm nhân dân tệ một tháng, anh ấy đã từng bước hiện thực hóa mong muốn của mình khi còn học trung học. Như Trầm Hoạt đã nói trong Mộng Khê Bút Đàm, con người sẽ không nghèo bởi vì họ có năng lượng trong trái tim và nó sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nam diễn viên Tân Chỉ Lôi, người đã rơi nước mắt trong câu chuyện, kể lại: mong muốn lớn nhất của cha cô trong suốt cuộc đời của ông là sở hữu một chiếc máy tính. Nhưng tại thời điểm đó, Tân Chỉ Lôi quá khó khăn nên đã từ chối, và cuối cùng cha cậu đã ra đi trong sự tiếc nuối. Nếu còn cha mẹ, ngay cả khi họ chưa già, hãy làm hết sức mình để cha mẹ có được điều họ mong muốn. Đừng để cuộc đời còn lại của chúng ta mang theo những tiếc nuối khôn nguôi đi cùng, để lại một điều hối hận mà cả đời không thể nào bù đắp được. Có những chuyện mà sau này ngay cả khi ta có nhiều tiền bạc cũng không thể báo hiếu được cha mẹ nữa đâu, quý vị ạ. Thứ hai, duy trì các mối quan hệ và trân trọng cơ duyên quen biết nhau. Bác sĩ Lý Thanh của một bệnh viện cấp 3 đã từng gặp một bệnh nhân như vậy. Một nhân viên bảo vệ 53 tuổi phát hiện huyết áp cao từ khi anh ta ở độ tuổi 30 và không kiểm tra nguyên nhân cũng như điều trị. Năm 47 tuổi, ông đột ngột bị bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim, phải đặt 2 chiếc stent cho tim. Khi ra viện, bác sĩ bảo nhất định phải uống thuốc. Lúc đầu anh cũng thật thà nghe theo lời bác sĩ, nhưng sau hơn 1 năm thấy ổn và không muốn tốn thêm tiền nên anh tự ý dừng thuốc và không đi khám lại. Đến tuổi 53, ông ta lại nhồi máu cơ tim, đã đến bệnh viện và đặt thêm 2 stent. Bác sĩ nói rõ với anh rằng cả bệnh tim mạch vành và suy thận của anh đều do huyết áp cao gây ra, và thảm kịch này sẽ không xảy ra
nếu huyết áp được kiểm soát sớm. Con trai ông bên cạnh tức giận nói, cho ông uống thuốc lâu rồi, còn ngại tốn tiền, chỉ cần không dùng là được. Hai chiếc stent tim có giá 100.000 nhân dân tệ. Bác sĩ đã tính toán một khoản cho anh ta, dùng thuốc hạ huyết áp tốt nhất để kiểm soát nó. 20 năm nữa cũng không mất 100.000 tệ. Giờ anh ấy có vấn đề về tim và thận, dù có bỏ ra thêm 100.000 thì sức khỏe của anh ấy cũng không thể mua lại được. Quý vị thấy đấy, nếu ngày đó anh ấy nghe theo lời khuyên của bác sĩ, có lẽ bây giờ tình hình sức khỏe đã khá lên rất nhiều, đúng không ạ? Vậy nên trong cuộc đời, nếu như có nhân duyên quen biết những người tốt, lại có thể tìm cách giúp đỡ mình, hoặc chí ít là cho mình một con đường đi tốt đẹp nhất, thì quý vị nhất định phải trân trọng nhé. Thứ ba, bảo vệ sức khỏe và tận hưởng phúc lành cho phần còn lại của cuộc sống. Nếu không trân trọng sức khỏe, quý vị sẽ dẫn cuộc đời mình vào một vòng luẩn quẩn. Khi chúng ta có một thứ gì đó, chúng ta không quan tâm đến nó và thậm chí lãng phí nó một cách tùy ý. Một khi nó bị mất, tầm quan trọng của nó sẽ được nhận ra. Có nhiều người chỉ vì muốn có thêm tiền để tiết kiệm, ngay cả khi có vấn đề về thể chất, cũng không muốn bỏ ra để chi trả. Do đó, bệnh nhẹ đã trở thành bệnh lớn, phải cần nhiều tiền hơn để chữa trị. Trong khi cân nhắc tiết kiệm tiền, chúng ta cũng phải tính đến sức khỏe của cơ thể, bởi vì sức khỏe là vốn lớn nhất. Tiết kiệm ngay từ đầu là đức tính tốt, nhưng nếu tiết kiệm ở những nơi không phù hợp, không những vô ích mà còn phản tác dụng thôi, quý vị ạ. Nhất là với những khoản tiền dùng để đầu tư cho sức khỏe, thì quý vị nhớ là đừng bao giờ tiết kiệm. Cuộc sống là một chặng đường mà chúng ta cần vất vả thực hiện, nhưng cũng là một trải nghiệm. Nó không phải là chuyện dễ dàng và nhiều người vẫn đang phải vật lộn với những khó khăn. Hãy nhớ rằng đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư khôn ngoan nhất, vì sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất của mỗi con người. Bạn càng khỏe mạnh thì có thể làm ra được nhiều tiền hơn, càng sống lâu hơn, cháu con được nhờ. Suy rộng ra, khoản tiền đầu tư sức khỏe không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân bạn mà cả gia đình và bạn bè xung quanh bạn nữa. Thứ tư, đó là tiền tích lũy. Ở bất kỳ độ tuổi nào, quý vị cũng nhớ là mình nên có một khoản tiền tích lũy cho bản thân. Số tiền này không chỉ để sử dụng cho những mục tiêu to lớn, mà đôi khi còn giúp chúng ta vượt qua những rủi ro không thể lường được trong cuộc sống. Đặc biệt khi về già, khoản tiền này lại càng quan trọng và không nên keo kiệt với nó. Tuổi già sẽ có những biến cố bất thường mà quý vị không thể nào biết và kiểm soát được. Ví dụ như bệnh tật sẽ ập đến bất ngờ. Lúc đó, nếu có trong tay khoản tiền tích lũy, chúng ta có thể cứu được chính bản thân mình mà không cần phải làm phiền đến con cháu. Có thể thấy, tuổi già ai cũng nên có một khoản tiền dự trữ cho riêng mình. Nếu như không thể nhờ vả con cái, chúng ta vẫn có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình. Có như thế, chúng ta vừa được sống thoải mái mà cũng bớt gánh nặng cho các con. Tài chính vững chắc khi về già chính là vũ khí kỳ diệu để chúng ta an tâm hưởng thụ cuộc sống khi ở tuổi xế chiều. Do đó, quý vị đừng nên quá tiết kiệm với khoản tiền này. Đây là một hình thức tiết kiệm trong một thời gian, có thể diễn ra định kỳ nhưng cũng có thể tùy theo ngày, tháng, quý hoặc năm. Vì vậy, quý vị có thể tích lũy từng chút một, tích tiểu thành đại. Càng tích lũy thì tiền sẽ ngày càng nhiều lên. Trong cuộc sống này, tiền là thứ rất quan trọng, có thể giải quyết được rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, tiền cũng là vật ngoài thân nên chúng ta cần phải biết cách chi và tiêu cho hợp lý. Hãy chi vào những thứ xứng đáng và cũng biết điểm dừng cho những điều không thực sự cần thiết. Một người khi về già, nếu biết đầu tư tiền bạc vào 4 điều nêu trên, có thể có một cuộc sống thật viên mãn. Quý vị sẽ vừa có sức khỏe tốt, vừa có tài chính ổn định và sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, cũng chính là quà tặng quý giá nhất cho con cháu của mình, đúng không nào? Quý vị thân mến, có câu thế này, cần cù bù thông minh,
chúng ta chỉ cần chăm chỉ, siêng năng, dù không thông minh cũng gặt hái được thành quả. Thế nhưng có người càng lười biếng, thành quả vẫn nhận được trái ngọt. Tại vì sao? Bởi họ đã bớt khẩu nghiệp, lười vận động miệng. Đây cũng chính là lý do tại sao cổ nhân thường nhắc rằng họa từ miệng mà ra, hoặc bảy điều nhịn, chín điều lành. Ngày nay cũng rất ít người thực hiện được điều này. Việc vận động miệng càng nhiều, quý vị càng lộ rõ khuyết điểm, thậm chí phạm vào những điều cấm kỵ như khích bác hay mỉa mai người khác. Hậu quả có thể chưa thấy liền mà về sau mới nhận được, không chỉ một mình bản thân mà có khi cả gia đình mình gặp họa theo. Chính vì thế, lười vận động miệng chính là một cách thức giúp gia đình luôn hạnh phúc viên mãn. Trước khi muốn nói điều gì đó, hãy uốn lưỡi 7 lần để quý vị có thời gian suy nghĩ xem vấn đề này có thực sự cần thiết. Nói gì cũng phải đúng thời điểm, đúng chỗ, không rất dễ làm hại người khác. Thay vào đó, hãy học cách lắng nghe và quan sát nhiều hơn. Muốn tạo phúc cho con cháu sau này, quý vị tuyệt đối không nên nói những điều sau đây. Đó là những điều gì? Vì sao không nên nói? Ngẫm sự đời mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay và rút ra bài học cho chính mình nhé. Lời thứ nhất, không nên nói những lời khiến người khác nản chí, nghĩ đến vấn đề tiêu cực. Xung quanh quý vị có ai mở miệng đã nói những lời tiêu cực, thiếu năng lượng tích cực và sự lành mạnh? Họ không ca tán giá cả thực phẩm leo thang thì lại chê xe buýt chậm, trời nắng thì ca cầm mặt trời chói chang quá, trời mưa thì kêu trời đất ẩm ướt quá. Những lời lẽ như thế này chắc chắn là sẽ không khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu được, đúng không ạ? Mỗi ngày chúng ta phải xử lý biết bao nhiêu việc, thế nhưng từ miệng những người đó chúng ta chỉ nghe được những thông tin tiêu cực. Một người như thế thật chẳng khác nào một chiếc máy thu thập năng lượng xấu, ngày nào cũng chuyển đến quý vị những thông tin cảm xúc tiêu cực. Thử hỏi quý vị có thể tìm kiếm được tâm trạng vui vẻ, thoải mái một cách trọn vẹn được không? Quý vị ạ, cuộc sống giống như một tấm gương. Chúng ta dùng cảm xúc như thế nào khi soi gương, nó sẽ trả về cho chúng ta sắc thái như vậy. Nếu chúng ta dùng thái độ lạc quan đối diện cuộc sống, rất nhiều việc sẽ trở nên khác biệt theo hướng tích cực. Một người trưởng thành có thể khống chế những chuyện không vui, lạc quan đối diện với nó. Một người thực sự tốt với quý vị sẽ chỉ gửi đến quý vị những nụ cười và năng lượng tích cực mà thôi. Nếu từ sáng đến tối cứ phải nghe ai đó la nhải những lời ca thán tiêu cực, thà rằng giữ khoảng cách với họ xa xa một chút để bớt phiền toái, quý vị nhé. Lời nói thứ hai, không nói những lời tức giận làm tổn thương người khác. Quý vị ơi, dù giận dữ đến đâu, chỉ cần quý vị nhịn hoặc nói những lời dễ nghe, có thể vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Đừng tức giận mà mất khôn, quý vị nhé. Con người trong những lúc tức giận mà nói ra những suy nghĩ của mình thì thường thiếu suy nghĩ, bởi vậy sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác, có khi họ còn làm tổn thương chính bản thân mình. Con người trong lúc bị khinh bỉ xúc phạm thì tốt nhất là quý vị nên giữ vững sự tỉnh táo. Quý vị đừng tùy tiện lên tiếng, bởi vì những lời nói lúc nổi nóng sẽ rất khó nghe và thậm chí có thể khiến người khác ám ảnh cả đời mà không sao có thể quên được. Đối với cha mẹ thì những lời nói trong lúc tức giận của con cái sẽ khiến họ cảm thấy rất đau lòng. Đối với con cái, trẻ nhỏ thì lời nói lúc tức giận của cha mẹ có thể khiến cho trẻ chán nản mà tìm đến con đường cùng đấy. Có lẽ quý vị cũng đủ ý thức để biết rằng tức giận có sức tàn phá rất lớn. Nó không chỉ khiến quý vị trở nên dễ ghét, ảnh hưởng tới tâm trạng mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy liên quan tới sức khỏe, quan hệ xã giao, gia đình hay chuyện học hành, sự nghiệp. Nó là trở ngại lớn nhất đối với hạnh phúc trong cuộc sống, càng là rào cản cao chót vót trong sự nghiệp. Nhưng liệu có mấy ai thực sự kiềm chế được cơn nóng giận của mình, đúng không nào? Nhịn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước trời rộng sông dài. Đối mặt với những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, quý vị hãy cố gắng kiểm soát cơn giận dữ của mình. Đừng tùy tiện tức giận, càng đừng vì một lúc tức giận
mà có những lời nói và hành động không hay, gây tổn thương tới người khác. Lời thứ ba, không nên nói những lời oán trách người khác. Quý vị có thể dễ dàng nhận thấy là con người khi không hài lòng về một việc gì đó, họ thường phàn nàn, oán trách, oán hận đối với cấp trên, bạn bè, hoặc thậm chí oán hận cả đối với người nhà. Nếu như quý vị thường xuyên nói ra những lời nói phàn nàn, thì sau khi người khác nghe được, họ có thể sẽ mượn lời của quý vị mà bàn luận nhiều điều thị phi, nói quý vị oán trách người này người kia, hoặc cố tình đối phó người này người kia. Lúc ấy chẳng phải người sẽ phải chịu hậu quả là quý vị hay sao? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải không ít người luôn mang trong lòng tâm oán trách. Họ oán trách cha mẹ không công bằng, oán trách công việc quá nhiều, oán trách bạn bè không hiểu mình, thậm chí trời mưa hay trời nắng cũng oán trách. Họ không biết được rằng oán trách là một loại cảm xúc xấu nhất, khiến mối quan hệ căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Nó không chỉ khiến cho sức khỏe của chính bản thân người ấy xấu đi, mà còn khiến người thân, bạn bè dần dần xa lánh họ. Có thể nói rằng oán trách là một sự tự lừa dối đáng sợ. Những người thích oán trách chắc chắn là rất hèn nhát, yếu đuối. Họ không dám tự mình chịu trách nhiệm mà đẩy hết trách nhiệm cho cuộc sống và cho những người khác để lừa dối bản thân, sống trong khổ sở và hèn mọn. Bằng cách oán trách, chúng ta chỉ nhìn thấy những sai lầm của người khác mà che đậy đi những sai lầm và khiếm khuyết của bản thân, và rồi ngày càng lún sâu hơn vào thói quen này. Oán trách là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Người càng không có năng lực thì càng hay oán trách. Người càng hay oán trách thì càng nghèo. Người càng nghèo thì càng hay than vãn. Càng than vãn thì càng thích bào chữa. Càng tìm nhiều lý do thì càng trốn tránh trách nhiệm. Càng trốn tránh trách nhiệm thì lại càng vô dụng. Mục sư người Mỹ Win Bowen đã viết trong cuốn của mình rằng những người phàn nàn quanh năm cuối cùng có thể bị cô lập và bị mọi người xung quanh xa lánh. Oán giận là một loại độc dược. Nó có thể làm giảm nhiệt huyết, phá hủy ý chí, hạ thấp địa vị, hủy hoại cả tâm và thân của con người. Cho nên oán trách vận mệnh chi bằng hãy cải biến vận mệnh, oán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống. Vậy nên quý vị ơi, hãy vui vẻ lên, ngừng chê trách người khác. Hãy học cách thông cảm, bỏ qua sai sót của người khác, tự kiềm điểm, sửa chữa khuyết điểm của mình. Chỉ có quý vị mới quyết định được phương hướng cuộc sống của mình. Lời thứ tư, không nói những lời nói xem thường. Rất nhiều người có tính cách lỗ mãng, họ sống không tôn trọng, không bao dung đối với người khác. Họ thường xuyên nói những lời nói làm tổn hại đến người khác, có lúc nhằm mục đích hại người lợi mình. Tuy nhiên, cũng nhiều khi lại là những câu nói hại người hại mình. Lời nói có thể làm tổn hại người khác có thể chỉ là nhất thời, tuy nhiên nhân cách của mình đã bị người khác xem thường mất rồi. Xem thường chính bản thân mình còn khó, tại sao quý vị lại xem thường người khác? Đừng nên làm tổn thương người khác, cho dù họ đã làm gì đi chăng nữa, thì quý vị cũng nên tạo phúc cho mọi người, ắt sẽ gặp nhiều bất hòa và tai họa có thể ập đến. Quý vị cũng nhớ rằng đừng bao giờ coi thường người khác. Có câu nói rằng làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt. Chừa lại một chút đường lui và bậc thềm cho tương lai. Làm người điềm đạm, sống thật tâm mình. Nếu như quý vị có gia tài đổ sổ, đừng khinh thường người xin xỏ quý vị, cũng đừng coi thường người sống ở nhà ngói đơn sơ. Nếu như quý vị tìm được người bạn đời mới và chung sống với nhau, đừng khinh thường người cũ trong quá khứ, bởi tình yêu tuy không còn nhưng vẫn còn lại tình bạn. Đời người luôn là không ngừng bỏ lỡ, như vậy cuối cùng mới có thể tìm được người bên cạnh mình trong hiện tại. Nếu quý vị có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, xin đừng coi thường những người đã ly hôn, cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân. Càng không nên đào bới vết thương của người khác, bởi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu mỗi ngày quý vị đều ăn thịt cá thịnh soạn, đừng tỏ vẻ khinh khét món lẩu cay bên đường, cũng không nên cứ thấy sơn hào hải vị là chạy đến ngay. Con người sống trên đời không nên toan tính thiệt hơn,
bởi có nhiều lúc bản thân chịu thiệt thòi lại chính là phúc. Nếu như cha mẹ quý vị còn sống khỏe mạnh, con cái, gái trai xinh đẹp đủ đầy, thì xin hãy quan tâm nhiều hơn những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh, thông cảm nhiều hơn với những người già không có ai chăm sóc. Mỗi một trái tim đều có một người thương nhớ bận lòng. Phía sau của mỗi một người đều có vô vàn sự xót xa không thể đếm hết. Người vô gia cư ăn mặc rách rưới, vài người công nhân ngồi xổm bên đường ăn cơm hộp, một số người chỉ dám bày hàng ra bán trên cầu vượt đi bộ khi đêm xuống. Có nhiều người dùng ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía họ, còn có những người đi đường thì tránh né họ. Nhưng mà quý vị không biết rằng những con người đang vất vả mưu sinh ấy, dẫu trên vai gánh nặng nhọc nhằn, nhưng họ vẫn cố gắng tồn tại gian nan trong thành phố này, và có thể một ngày nào đó họ cũng sẽ tỏa sáng lung linh. Những người dân bình thường vất vả mưu sinh, dùng mồ hôi nước mắt khó nhọc để đổi lấy hạnh phúc thuộc về mình. Họ nhỏ bé nhưng cũng lại rất to lớn. Họ lan tỏa sức sống tuổi trẻ cho thành phố này. Mỗi người họ dẫu không có sự sáng lạng tươi đẹp của vẻ bề ngoài, nhưng trong lòng họ đều có người nhà để yêu thương chăm sóc. Đằng sau sự nỗ lực nhọc nhằn đều từng có những nỗi đau dai dẳng và bất lực. Làm người, đừng bao giờ khinh thường người khác. Người không yêu quý vị cũng không có quyền đánh giá quý vị, cũng không nên đi đến đâu đều tỏ thái độ vênh vang đắc ý. Và cuối cùng, tránh nói lời khoe khoang. Có những người rất yêu thích nói những lời lẽ tuyên truyền về mình nhằm mục đích quảng cáo bản thân mình. Khoe khoang về bản thân mình khiến cho người khác nghe xong đều cảm thấy không đồng tình. Bởi vậy, việc tự mình khoe khoang nhiều về bản thân là không có những lợi ích thực tế, mà ngược lại còn làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu quý vị muốn mình thật sự vĩ đại thì hãy làm một số việc vĩ đại. Những việc vĩ đại sẽ được người khác đánh giá và nhận định, còn với bản thân của mình thì sống khiêm tốn vẫn là quan trọng hơn. Doanh nhân Ôn Thế Nhân từng viết: tại sao các ngôi sao trông nhỏ bé đến như vậy? Đó là do chúng được đặt trên chỗ quá cao. Người thực sự giàu có sẽ ẩn mình, tĩnh tâm, không tham công tiếc việc, không khoe khoang rầm rộ. Họ chính là chân nhân bất lộ tướng. Khoe khoang tiền tài, vật chất và danh vọng đều là thứ mà con người luôn muốn thể hiện. Nhưng đừng khoe khoang quá, sẽ không tốt cho quý vị sau này. Bởi chúng chỉ là vật ngoài thân. Quý vị càng khoe khoang, gia đình quý vị càng không hạnh phúc, cuộc sống từng viên mãn sẽ trở nên cãi vã. Thay vào đó, quý vị hãy khiêm tốn hơn trong cách cư xử, dù cho mình có đầy đủ những thứ mà nhiều người khác có thể không có. Quý vị ơi, như vậy là Ngẫm Sự Đời đã vừa chia sẻ với quý vị về 5 điều mà chúng ta không nên nói trong cuộc sống, bởi lẽ đó là những lời gây tổn thương cho người khác. Nếu như quý vị cứ nói ra, thì chắc chắn đến một ngày nào đó, xung quanh quý vị sẽ chẳng còn người bạn nào đâu ạ. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp, cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.